Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng vĩ đại, giành thắng lợi chiến dịch Tây Bắc lịch sử, giải phóng Sơn La ngày 22 tháng 11 năm 1952. 70 năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng với quyết tâm đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, Sơn La đã từng bước vượt qua khó khăn, góp sức cùng nhân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, tiến hành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để đến hôm nay, Sơn La vươn mình cùng đất nước, xứng đáng là hòn ngọc miền Tây Bắc của Tổ quốc. Năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta. Do vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân các dân tộc, sau 37 năm, đến năm 1895, thực dân Pháp mới cơ bản bình định và áp đặt chính sách cai trị trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc Sơn La đã nhất tề đứng dậy khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng vào ngày 26 tháng 8 năm 1945. Sau cách mạng tháng 8, thực dân Pháp với bản chất của chủ nghĩa đế quốc, chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Tháng 11 năm 1945, hai tiểu đoàn quân Pháp từ Vân Nam vào chiếm Lai Châu, lập sư thái tự trị, tiến hành đàn áp, bóc lột và chia rẽ nhân dân các dân tộc Tây Bắc. Tháng 7 năm 1946, thực dân Pháp tiếp tục đưa thêm 5.000 quân từ biên giới Trung Quốc và Lai Châu và Thượng Lào, rồi tiến đánh chiếm Sơn La, âm mưu chiếm toàn bộ Tây Bắc. Đứng trước tình hình đó, Trung ương Đảng đã quyết định lập mặt trận Tây Bắc và giao cho Bộ Quốc phòng trực tiếp tổ chức mặt trận Tây Tiến. Tháng 10 năm 1946, chi bộ Đảng tỉnh Sơn La được thành lập tại Hát Lót, huyện Mai Sơn. Đầu năm 1947, Ban Tỉnh ủy Sơn La được thành lập là bước phát triển quan trọng về tổ chức bộ máy lãnh đạo. Từ tháng 5 năm 1947, các cơ quan đầu não của tỉnh và huyện Mộc Châu rút xuống vùng Mộc Hạ, thuộc huyện Vân Hồ ngày nay, xây dựng căn cứ kháng chiến. Ngoài những thuận lợi về quân sự, vùng Mộc Hạ còn có những điều kiện cơ bản về cơ sở xã hội, có thể sản xuất tự túc, tự cấp, đảm bảo yêu cầu thiết yếu cho cuộc sống, duy trì chiến đấu. Từ đây, các chủ trương quan trọng, cấp bách đã được triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Cũng trong thời kỳ này, tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt chủ trương giúp đỡ Ban Xung Phong Lào Bắc do đồng chí Cai Sòn Phong Vi Hẳn chỉ huy, chọn bản Phiêng Sa, xã Trường On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, nay là bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, làm căn cứ để triển khai nhiệm vụ tiến vào vùng Bắc Lào, xây dựng căn cứ địa cách mạng, phát triển lực lượng và tổ chức nhân dân Lào kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong hai năm 1950-1951, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, những thắng lợi to lớn trong chiến dịch biên giới tháng 9 năm 1950 và các chiến dịch đánh địch ở Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ 1951 và trên các mặt trận chính trị, ngoại giao đã làm thay đổi cục diện cách mạng, tạo thế chủ động tiến công chiến lược trên khắp chiến trường, dồn thực dân Pháp vào thế bị động, lúng túng. Tháng 9 năm 1952, Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch giải phóng Tây Bắc. Nhận rõ vị trí quan trọng của chiến dịch Tây Bắc đối với Sơn La, vào tháng 9 năm 1952, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã ra nghị quyết, nhận rõ tình hình, tích cực làm tròn nhiệm vụ và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, gấp rút chuẩn bị mọi mặt để phối hợp với các lực lượng đánh địch, giải phóng và tiếp quản vùng giải phóng. Chiến dịch Tây Bắc diễn ra từ ngày 14 tháng 10 năm 1952 đến cuối năm 1952. Ngày 22 tháng 11 năm 1952, tỉnh lỵ Sơn La được giải phóng. Đó cũng chính là tiền đề để quân và dân ta đánh thắng giặc Pháp trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ.
Sau ngày giải phóng, công tác củng cố chính quyền, tuyên truyền vận động nhân dân tăng gia sản xuất, xây dựng đời sống mới, đóng góp sức người, sức của phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ được đẩy mạnh. Mặc dù địch điên cuồng phá hoại, nhưng nhân dân các dân tộc Sơn La đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là hậu phương vững vàng, không ngại hy sinh gian khổ, ngày đêm băng rừng, trèo đèo cao, vượt suối sâu để vận chuyển lương thực, quân trang, quân dụng cho bộ đội. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Sau chiến tranh, vùng Tây Bắc tuy được giải phóng, nhưng hậu quả của chiến tranh, tàn dư chế độ cai trị của thực dân phong kiến tay sai để lại hết sức nặng nề. Kinh tế chậm phát triển, nông nghiệp bị tàn phá, 1/4 ruộng đất bị bỏ hoang, thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đình đốn, giao thông bị phá hủy, đời sống của nhân dân gặp vô vàn khó khăn. Nhằm lãnh đạo thực hiện hiệu quả chủ trương tăng cường đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc, ngày 29 tháng 4 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập khu tự trị Thái Mèo. 4 năm sau, vào ngày 7 tháng 5 năm 1959, Bác Hồ cùng phái đoàn của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đến thăm đồng bào khu tự trị Thái Mèo. Tại trung tâm Châu Thuận, thủ phủ của khu tự trị Thái Mèo, đã diễn ra lễ meeting trọng thể đón người. Tôi mong rằng đồng bào, bộ đội và cán bộ khu tự trị đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, đã thi đua, càng ra sức thi đua hơn nữa để hoàn thành kế hoạch nhà nước, để làm cho khu tự trị ngày càng giàu có, để góp phần củng cố miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Trước yêu cầu trong thời kỳ mới, để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân, trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng Nhân dân khu tự trị Thái Mèo, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 2 đã phê chuẩn cho khu tự trị Thái Mèo lập 3 tỉnh, trong đó có Sơn La. Quyết nghị đổi tên khu tự trị Thái Mèo thành khu tự trị Tây Bắc. Các châu đổi tên gọi thành huyện thuộc tỉnh. Ngày 14 tháng 6 năm 1965, không quân Mỹ đã đánh phá dữ dội trung tâm kinh tế Mộc Châu, bắt đầu cuộc đánh phá có tính chất hủy diệt đối với tỉnh Sơn La. Từ năm 1965 đến năm 1968 và năm 1972, Đế quốc Mỹ đã huy động gần 6.000 lần thuốc máy bay đánh phá trên các địa bàn trọng điểm của tỉnh. Với ý chí quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo sâu sát của tỉnh ủy, quân và dân đã tổ chức chiến đấu sáng tạo, anh dũng, giành thắng lợi ngay từ trận đầu. Mặc dù chiến tranh diễn ra hết sức ác liệt, nhưng nhân dân các dân tộc trong tỉnh Sơn La đã luôn đoàn kết, vừa chủ động chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vừa đẩy mạnh sản xuất, chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng Lào. Ghi nhận công lao to lớn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng và Nhà nước đã tặng Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La những phần thưởng cao quý. Trong đó, 9 đơn vị, 5 cá nhân được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đảng và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng huân chương tự do, huân chương cao quý nhất cho Đảng bộ, quân và dân tỉnh Sơn La. Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, non sông thu về một mối, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, chúng ta lại phải đương đầu với những khó khăn, thử thách rất gay gắt. Đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế xã hội. Các thế lực thù địch ra sức tìm cách chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, tăng cường bao vây, cấm vận, diễn biến hòa bình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã nỗ lực vượt bậc, vừa khắc phục hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa tập trung khôi phục sản xuất, củng cố xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường thế trận quốc phòng an ninh, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đánh thắng âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định đời sống nhân dân. Trước yêu cầu của cách mạng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12
năm 1986 tại thủ đô Hà Nội, quyết định đường lối đổi mới, mở ra kỷ nguyên hội nhập và phát triển cho đất nước. Để thực hiện nghị quyết Đại hội 8 của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết 6 của Trung ương thì Sơn La đứng trước nhiều khó khăn thử thách. Lúc đó 16 vạn dân đói, trong đó 4 vạn dân bị đứt bữa. Tỉnh ủy thì luôn luôn bàn vấn đề giải quyết lương thực cho dân. Lúc bây giờ là sản xuất tự cấp tự túc mà lại cấm chợ ngăn sông. Một trong những dấu mốc quan trọng sau giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới là tỉnh Sơn La đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ di chuyển dân, xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La. Để xây dựng thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La đã có một cuộc đại di dân lớn nhất từ trước tới nay. Với khẩu hiệu tất cả vì dòng điện của Tổ quốc, 12.584 hộ dân ở các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu nghe theo tiếng gọi của Đảng, Nhà nước đã đồng lòng rời nơi chôn rau, cắt rốn, nhường lại ruộng nương cho lòng hồ thủy điện Sơn La, di chuyển đến các điểm tái định cư trong tỉnh, xây dựng cuộc sống mới, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền, cùng ngành điện trị thủy sông Đà. Công cuộc di dân lịch sử lớn nhất nó diễn ra tại Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, thì đây là công cuộc mà Bộ Chính trị lãnh đạo thành công nhất. Mình phải vì dân, mà đã vì dân rồi thì mình sẽ được dựa vào dân. Mà thực sự dựa vào dân là bài học thành công của công cuộc di dân ở Sơn La. Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và công tác đối ngoại đã đạt được những thành tựu to lớn. Về kinh tế, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Sơn La đã tận dụng các nguồn lực và lợi thế của địa phương, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và thành tựu nhiều năm qua, năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm được duy trì khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với thị trường, các ngành, các vùng, các thành phần kinh tế đều có bước phát triển. Phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu gắn với lợi thế của địa phương và thị trường tiêu thụ. Ngay sau đại hội Đảng bộ tỉnh thì tỉnh đã quyết định là đẩy mạnh thực hiện cái chủ trương tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp và thực hiện cái chủ trương là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó là nội dung cốt lõi là phát triển cây ăn quả trên đất dốc. Trong một nhiệm kỳ đại hội, diện tích cây ăn quả đã tăng lên trên 55.000 hectare. Với cái thành tựu này thì tỉnh Sơn La đã thực hiện được một cái bước là thay đổi được cái tập quán canh tác còn lạc hậu, nhỏ lẻ của phần lớn của nhân dân sang cái sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường. Trong 5 năm từ 2015 đến năm 2020, tuy còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 5,46% một năm. GDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt là 44,1 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước của địa phương 5 năm ước đạt gần 70.000 tỷ đồng, bình quân đạt trên 15.000 tỷ đồng mỗi năm. Với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 9 nhiệm vụ tập trung xây dựng tỉnh Sơn La trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc. Trước đây thì Sơn La đã là thủ phủ của vùng Tây Bắc, khu tự trị Tái Mèo, thì bây giờ cũng phải cố gắng để xứng tầm trở thành cái
trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc theo cái tinh thần nghị quyết 11 mà Bộ Chính trị vừa ban hành. Trong nghị quyết 11 thì có 3 cái ý. Cái ý thứ nhất là xác định Sơn La sẽ trở thành trung tâm chế biến nông sản. Cái thứ hai là cái cực tăng trưởng Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên thì ta cũng phải cố gắng. Cái thứ ba là xác định thành phố Sơn La. Các đồng chí dùng từ là thành phố Sơn La trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng kinh tế của tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì tăng trưởng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP năm 2021 đạt 2,2%. Điểm sáng của tăng trưởng kinh tế là khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng 7,19%. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kinh tế của tỉnh luôn được duy trì ở tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, các ngành, các vùng, các thành phần kinh tế để phát triển tương đối toàn diện. Sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng đều qua hàng năm. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 80.000 ha cây ăn quả, diện tích đứng thứ hai của Việt Nam và 83 sản phẩm OCOP. Sản xuất công nghiệp hàng năm thì tăng trưởng cao, tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt đến hết năm 2021 là đạt trên 98%. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, ngành nghề và thị trường. Tổng giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đến nay là đạt trên 174 triệu USD. Hệ thống trường lớp học được đầu tư toàn diện, tạo mọi điều kiện để trẻ em trong độ tuổi được đến trường và tạo sự bình đẳng giữa các dân tộc, vùng miền trong tỉnh. Mạng lưới cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp. Đến nay toàn tỉnh có 204/204 xã phường có trạm y tế xã. 89,7% trạm y tế xã có bác sĩ. 92,1% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 8,6 bác sĩ. Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 29,6 giường bệnh. Có 179/204 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt tỷ lệ 87,7%. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ hợp tác với các tỉnh bạn Lào, các tổ chức quốc tế được mở rộng, góp phần quan trọng vào ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chăm lo toàn diện trên cả ba mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường, góp phần quan trọng vào việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, tăng cường và giữ vững khối đoàn kết thống nhất. Chất lượng đảng viên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp có bước đổi mới quan trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách, phát triển kinh tế xã hội, đầu tư hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, cải thiện môi trường kinh doanh. Sơn La đã và đang trở thành một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đưa Sơn La từ một tỉnh có nhiều khó khăn thời kỳ sau giải phóng, trở thành tỉnh đứng thứ 5 trong 14 tỉnh thành khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La luôn phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân, ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, thực hành tiết kiệm, đoàn kết dân tộc, đoàn kết nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, ngày càng trong sạch, vững mạnh, tăng trưởng kinh tế đi liền với tiến bộ xã hội và công bằng xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng tâm, nhất trí,
nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15 đã đề ra, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.